với mình nổ galanti như thế này thì không sợ. Bây giờ nó đều này này, đấy, không bị văng này. Cho nên cái bi kia hỏng rồi đúng không anh? Nổ phải văng đều đúng không? Đấy, mình chém mất Phật tí cho anh em. Chưa chắc bi kia đã hỏng đâu. Chưa chắc bi kia đã hỏng, nếu mà khả năng làm phải lắp bi kia vào. Nó vẫn có cái này nó tì đúng không? Đúng rồi. Làm nào? Nó vẫn làm lệch, anh phải hiểu nhá, vừa lại cái bi kia nghiêng nhá, cái này nó không đều. Cái điểm của dây này nhá và cái điểm lửa vòng bên kia là nó cách nhau 5 ly. Ừ, công nhận là đúng lúc đấy. Lúc đấy bạn kia công nhận nó là không tròn. Nó không tròn, đúng. Cho nên hai điểm cách nhau 5 ly đấy, anh đúng rồi. Hơi chạm gì gọi là chết. Vậy là có thể là nếu cái bi này mà chỉ có vấn đề một tí, tự nó lại làm cái cú loạn hỏng tiếp theo. Cái bi tàu này cũng hết xui rồi. Đừng nói bi tàu. Hàng hãng, hàng công ty nhưng vẫn hàng công ty nhưng mà vẫn thỉnh thoảng có sai sót. Lỗi lỗi anh ơi. Rồi. Ngon lành rồi.